Lại một chiếc video về một khẩu PCP FX cấu hình khá là ngon Lắp ráp gửi xe cho khách các bạn nhé Các bạn thấy đẹp không ạ? Quá đẹp luôn chứ không phải là đẹp đúng không các bạn? Rồi bây giờ em sẽ đặt em nó làm xuống đây Làm xuống đây để giới thiệu cho anh em và các bác về chú em này Rồi Duy Long PCP em lại xin được gửi lời chào đến toàn thể anh em đam mê và các bác nhé. Chào mừng chào đón các bác và anh em quay trở lại với kênh YouTube của em. nay lại đi lắp ráp và test một khẩu FX cấu hình khá cho một bác khách giấu tên ở trong gia lai nhé các bác nhé. Một bác khách giấu tên ở trong gia lai. Thì em xin cảm ơn bác khách đã đặt hàng và tin tưởng ủng hộ của bên shop Duy Long em. Cây này em đã test cho bác khách ở cự ly là 80 mét đục lỗ, 80 mét đục lỗ nhé các bác nhé. An tâm đấy, 80 m an tâm là chuẩn nhất và em đã gửi video cho bác khách rồi thì bây giờ em sẽ làm một cái video ngắn giới thiệu cấu hình chi tiết của khẩu Epic cấu hình khá là ngon này cho anh em tham khảo nhé đó à, đầu tiên là về hình thức giao dịch mua bán thì em cũng sẽ nói qua để cho anh em nắm bắt được nhé bên em tồn tại hai hình thức giao dịch chính hình thức thứ nhất là em sẽ lắp ráp nguyên cây gửi xe khách cho anh em như cây này em lắp ráp nguyên cây và em test căn chỉnh ok rồi đó và chỉ chờ là gửi xe cho bác khách về nhận là chơi luôn thôi hình thức thứ hai là em gửi chuyển phát hình thức gửi chuyển phát thì em bắt buộc phải chia một cây này ra làm ba 4 hoặc 5 gói tùy vào từng tỉnh nhé các bác nhé tùy vào từng tỉnh và tùy vào giá trị cây súng anh em mua càng nhiều tiền sẽ phải chia nhiều gói đó hình thức gửi xe thì đặt cọc 500 trăm hình thức gửi chuyển phát thì anh em đặt cọc 100 trăm cho em nhé hình thức nào thì cũng ok em đều gửi được hết rồi nếu mà anh em nào mà muốn mang về mà chơi luôn bắn luôn như cây này này thì em sẽ gửi xe cho anh em cho nhanh nhé đó thì cấu hình của cây này như thế nào em sẽ giới thiệu đến cho anh em luôn này đầu tiên bác khách đặt của em là một cây condo phân khúc 8 triệu à một cây epic anh em em xin lỗi anh em nhé một cây epic như này phân khúc 8 triệu này nhưng bác đòi bằng được là phải lắp lòng xin 20 hai bên em kiểu gì thì kiểu cũng phải lắp lòng xin vơ bản chuẩn 20 mươi và lắp giảm thanh bút leo năm khúc cho bác ấy bác ấy thích chơi bút leo cơ đó rất là dị ok ngay em thì khách hàng là thượng đế em chiều lòng bác khách luôn và bác cái đòi là phải lắp van đờ đó các bác thấy dị chưa <laughs> đợt này thì em bắt bán van đờ ít hơn là van clickit vì bộ van clickit thì nó có ổn định hơn van đờ một chút nhưng thằng đờ em này thì nó ưu điểm là chỉnh áp ngoài các bác nhé đây chính là con ốc chỉnh áp ngoài nhé đó tiếp đến là đây là một bộ quy sói bộ quy sói sài gòn bán gấp rút các bác nhé à, bộ quy này thì có tăng chỉnh búa tăng chỉnh nó so ở vị trí này các bác nhé đó các bác chỉ cần gấp cái báng bấm nút lại gấp báng lại là ở vị trí này có một con ốc để chúng ta tăng chỉnh nó so được rồi Tiếp đến là cái van là van Drem như em giới thiệu các bác rồi. Van Drem loại 1 của công ty Huben các bác nhá. Van này ốc chỉnh áp ngoài này và con này rất là uy lực, nó uy lực và xả mạnh hơn con van Cricket nhá các bác nhá. Và so với dòng van Cricket thì con này nó không được đẹp bằng nhưng mà nó lại có ưu điểm là chỉnh áp ngoài. Đó. Nói chung là được cái loại thì mất cái chai nha các bác nhá. Tiếp đến là một chiếc bình hơi 0.35, một chiếc bình hơi nhôm đít tròn 0.35 sơn lót trong ngoài rất là đẹp đúng không? tiếp đến là một chiếc kính, con kính của cây này em đang lắp là kính beta TMD chống rung, chống giật, chống nhảy tâm. kính này là tâm hai dãy số các bác nhé, đó chữ khắc vàng, bản loại một này. các bác chú ý nhé, ốc định tâm khứa hai đầu là bản loại một nhé các bác nhé, đó chữ khắc vàng này, đó các bác nhìn phát biết ngay đúng không? dân chơi nhìn kính phát biết ngay. rồi thì um, <laughs> Tiếp đến là một chiếc cành như em nói cho các bác rồi. Đây là cành Silver 20 inch chưa đạn 5.5 bên em nhé. Silver độc quyền bên em, chưa đạn 5.5. Đó. Giảm thanh bút leo một khúc, hai khúc, ba khúc, bốn khúc, năm khúc. Giảm thanh bút leo 5 khúc nhé. Bên em thì có cả giảm Sniper, giảm Ai-gan, giảm Peter Viliki, giảm Gemtech và giảm thu thò, rất là nhiều loại. Đó nhưng bác khách này lại lựa chọn cái giảm này. <laughs> em thì chiều anh em hết mình luôn. Đó, một cây như thế này thuộc phân khúc 8 triệu nha các bác nhá. Lắp ráp test căn chỉnh ok cho anh em. Bác khách thì bác ấy bảo là tôi không lấy băng đạn vì thực tế là bác khách trước đây đã lấy của em một cây FX rồi. Đã có băng đạn rồi. Đó thì bây giờ bác ấy bảo khơi không lấy băng đạn nữa, về chơi chung một băng đạn là được. Vì cứ hết 11 viên mới phải vào đạn nữa nên thoải mái. Thì bác ấy bảo là đổi cho anh cái băng đạn sang hộp kẹo thì em bảo ok thoải mái luôn. Riêng khách nào mà đã lấy hàng bên em nhé Em rất là thoải mái, em có thể thẳng đêm đồ cho bác khách được. Đó em bảo là thôi thế thì cây này em tặng bác một hộp đạn rồi bác đổi băng đạn thì em tặng thêm bác hai hộp đạn nữa tổng em tặng bác hẳn một cân đạn tặng một cân đạn luôn nha các bác nhá các bạn thấy em sung sinh chưa một cân đạn trị giá 500 nghìn không phải ít đâu đó anh em nào mà có nhu cầu thì hãy liên hệ với em qua số điện thoại em sẽ để góc màn hình nhá số điện thoại của em thì có cả zalo để cho anh em tiện bè nhắn tin cũng như là tâm sự với em rồi xin cảm ơn anh em